Đây là cánh đồng Mường Thanh. Đây là một cánh đồng mà được trải dài khá là dài và rộng, chứ không phải là chỉ có một cái khu vực này. Đây là thuộc khoảng gần gần kiểu như giữa của cánh đồng Mường Thanh rồi. Nó trải dài suốt từ đằng kia đến hết đến tận đằng này. Nghĩa là nó sẽ có những khúc, nó chứ nó không phải là đi thẳng một đoạn hết. Mọi người, tôi thấy ở đây đẹp quá nên là quyết định dừng lại quay cho mọi người xem. Lát nữa tôi sẽ chỉ cho mọi người xem rằng là cái Điện Biên tại sao người ta được gọi là lòng chảo. Nó đúng như một cái lòng chảo luôn, nghĩa là cái chảo như thế nào thì cái lòng của thành phố Điện Biên giống như hệt như thế. Mọi người thấy cánh đồng Mường Thanh có đẹp không? Đây là cái trục đường thẳng mà từ thành phố để đi vào tuyến xã Thanh Hưng. Ở khu vực trong này thì cũng có rất là nhiều dân. Thế thì tại sao mà thành phố lại được gọi là lòng chảo? Tại sao người ta được gọi là lòng chảo Điện Biên? Thế thì mọi người thấy là ở khu vực dưới này là cái khu vực trũng thấp nhất. Ở bên trên này là toàn bộ là núi. Vòng quanh được bao quanh là núi. Mọi người thấy không? Vòng quanh là núi luôn. Chỗ này bị cây nó che đi rồi. Quay một vòng thì toàn là núi. Những cái chỗ cây này nó che đi là mình không thể nhìn thấy núi bởi vì cây nó gần hơn. Đấy, các bạn thấy không? Một vòng chỉ toàn là núi thôi. Bây giờ đang là cái mùa mà người ta mới cấy cây lúa xong. Mới cấy cái cây lúa xong thì cánh đồng Mường Thanh hiện tại là đang rất là đẹp. Cái phía bên này là mới được quy hoạch lại thì cái người ta dồn điền đổi thửa giống như thể là dưới xuôi ấy. Nhưng mà bên này thì lại chưa. Bên này thì các cái ruộng nó còn chưa được thẳng. Người ta chưa có quy hoạch được. Đây người ta quy hoạch nó có đường, có lối. Và các cái ruộng thì rất là vuông vắn. Nó có các cái đường thẳng, ví dụ đường thẳng như này và đường thẳng như này. Nhưng mà ở đây, ở bên này thì không, chưa được quy hoạch. Cái quy hoạch này thì người ta dựa vào từng thời điểm. Ví dụ như cái vụ mùa mà người ta gặt xong ấy, nó vào một cái vụ mùa thứ hai, nó khoảng tầm, tôi nhớ không nhầm thì khoảng tầm gần cuối năm, thì là người ta, khi mà người ta cày ải thì người ta bắt đầu người ta mới 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 có thể là quy hoạch được. Bên này thì đã quy hoạch xong, còn bên này thì chưa. Thì cái tuyến đường vào trong xã này rất là thẳng. Mọi người có thể thấy đây ta tháp truyền hình. Ok, đã giới thiệu xong với mọi người về cái cánh đồng Mường Thanh này. Có dịp mà ghé thăm Điện Biên, mời các bác đi xem cánh đồng Mường Thanh. Đẹp cực kỳ luôn.